Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về sản xuất kinh doanh nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm cho 160 đại biểu là cán bộ hội, cộng tác viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Cán bộ, hội viên nông dân huyện Đất Đỏ được phổ biến một số chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước và của hội về công tác an toàn thực phẩm, các mối nguy về an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, động vật. Quy trình sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, lớp tập huấn cũng hướng dẫn nông dân ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản. Ngoài ra, các đại biểu còn được báo cáo viên trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi.